Chúa xin chứa lòng của người ta tại nơi đó, và Chúa xin chứa lòng tấm lòng của người dân ở tại nơi miền Trung. Lần nữa chúng ta hãy nghĩ về ta đơn thì mới hiểu lòng của Chúa. Xin mời mà thánh về ta lên linh tinh mà chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa chứa lòng cho dân tộc một đồng tin cũng là người gì để tôi và bà cha cũng là con của Đức Chúa Trời. Nhân Chúa Jesus Christ chúng con chào đón sự hiện diện của Ngài Thánh Linh. Và chúng con biết rằng một Thánh Linh đã ở đây với chúng con. Và bởi nhờ dòng huyết Chúa Jesus Christ mà chúng con được giảng chỉ về Đức Chúa Thánh. Bởi vì các Thánh Linh mà đẩy chúng con và tiếp tục dài chúng con. Giờ này chúng con có nhân Chúa Jesus Christ mà hỏi Thánh Chúa mà hiệp nhất cùng cầu nguyện cho nên con là người miền Trung. Xin Ngài tha tội cho anh em con. Xin Ngài giảm tai họa cho người miền Trung ta. Khi mà chúng con hạ mình xuống mà cầu xin thì Cha Thiên Trời sẽ nghe và nhậm lời của chúng con. Và xin Ngài chữa lành đất đai, xin Ngài chữa lành tấm lòng người miền Trung để đặc biệt cho họ nhận biết chính mình Ngài. Quyền muôn vật trên đất tháng thở để chờ đợi con cái Đức Chúa Trời để được giải cứu. Ngay giờ này trong danh Đức Chúa Jesus Christ của Đức Duy Quyền con, Đức Chúa Trời hàng sống mà chúng con nói này nè, người miền Trung sẽ được cứu. Amen. Đất đai của miền Trung sẽ được chữa lành. Amen. Và trong danh Chúa Jesus Christ ngày hứa với chúng con rằng những gì mà chúng con buộc ở dưới đất thì trên trời ngày sẽ buộc, những gì con mở dưới đất ngày sẽ mở. Ngay giờ này trong danh Chúa Jesus Christ chúng con bố được ở miền các thế lực của quỷ Satan, các bà linh quê lịch định áp chế lệnh mạnh sức đi ra khỏi khu vực miền Trung ngay giờ này trong danh Chúa Jesus. Tôi ra lệnh này đi xuống một sao luôn. Trong danh Chúa Jesus lòng của miền Trung mở ra để đón nhận tin lành Chúa Giêsu của chúng con, cùng thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng con. Trời ơi, chúng con biết rằng Ngài đã giao uy quyền này cho Hội Thánh của Ngài, và con tin chắc rằng Ngài đang sai thiên sứ Ngài chiến trận. Vì Đức Giê-va là tướng đạo hình của chúng con, vì Chúa Giêsu đã chiến thắng thập tự giá rồi, và chúng con là những đoàn quân chiến thắng đi sau Chúa Giêsu của chúng con. Và chúng con nói rằng Chúa Giêsu đã thắng Chúa Giêsu rồi. Con ngợi thế Ngài. Và đặc biệt hơn, đó là tấm lòng của Cha chúng con, đó là Ngài muốn mọi người được cứu và hiểu biết được lẽ thật của Ngài. Lần nữa chúng con đưa tay lên mà chúng con với đức tin mà chúng con đón nhận. Cha ơi, xin Ngài cứu lấy người cho. Chúa Giêsu ơi, dòng huyết của Ngài đổ ra tự giá không có hết đâu, sẽ không có hết đâu khi mà lời cầu nguyện chúng con trả đến ngay cái Đức Chúa Trời của chúng con. Xin tay Ngài cho những tay lắng nghe lời cầu nguyện, xin Ngài đáp lời. Chúng con đau lắm và chúng con không thể nào làm được, vì lời Ngài hứa với chúng con là ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Lạy Chúa là cho ơi, xin Ngài cứu lấy cầu nguyện trong chúng con. Vì Ngài muốn mọi người ăn năn tin đạo tin lành. Ngài không muốn một người là đôi mắt cả. Cha ơi, thì lại có đứng thượng sức khỏe và cầu nguyện cho cả thế giới. Còn rất là nhiều người không biết về Ngài, còn rất là nhiều người đáng thương, đáng đau thương hơn người miền Trung quá nữa, cũng đang chờ đợi chúng con cầu nguyện. Xin Chúa đặt để chúng con tấm lòng yêu thương, một tấm lòng cứu mang gánh nặng nghĩ đến hồn hư mất. Cha ơi, xin lửa Thánh Linh này khuấy động lòng chúng con, đốt cháy lòng chúng con, chúng con sống không chúng con nữa mà sống cho danh Ngài Giêsu ơi. Lạy Chúa, nhân Chúa Giêsu Christ xin chúc phúc tâm trí của chúng con là tâm trí của Chúa Giêsu.
và tấm lòng của chúng con là tấm lòng của Chúa Giêsu. Và chúng con biết rằng Ngài đã dùng chúng con bằng giá rất cao, và Ngài muốn chúng con sống một đời đã sống đất thánh vì danh Giêsu của chúng con. Chúa Giêsu ơi, Ngài đã được vinh hiển, Ngài đã được chúc tụng, Ngài đã được ngợi khen. Cha ơi, chúng con yêu Ngài, và chúng con dâng thời gian còn lại, nhưng đời sống anh em chúng con là công cụ trong tay của Ngài. Xin Chúa nói thế xem họ thánh Chúa ở nơi đây, những con người tại nơi đây là con trai con gái của Ngài. Xin Chúa sức giàu ban ơn cho mỗi ngày chúng con càng nhận biết Chúa Giêsu chúng con hơn nữa. Nguyện đang tiếp tục hình thành chúng con một cách đầy dạy. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, và chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi sẽ bật công thêm các thiên ra nhất phần 2-9. Nhưng anh em là dòng thấm được lựa chọn là chức thầy tới là nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng Chúa muốn dùng hình ảnh anh chị em là chức thầy tới lễ, là dân thánh, chúng ta làm thầy tới lễ. Cho nên chúng ta hãy cung mang điều này, tiếp tục cầu nguyện cho dân tộc chúng ta đặc biệt người chung và hậu thắng. Anh chị em, những người không đi truyền giáo được, hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Bởi vì thời điểm này chúng ta phải tin lòng của Chúa, phải được rao hay cấp tắc, bởi vì Chúa đến, Ngài Chúa đến nước này có những cái sự thay đổi về thiên nhiên khí hậu, và đó là Chúa cảnh tỉnh. Cho nên là những mặt trên những người ở nhà hãy nhớ cầu hỗ trợ cho hội thánh của Chúa để công việc truyền giáo mở mang như mắt của Chúa, nhiều người biết đến Chúa trong những ngày cuối cùng này. Và cầu nguyện cho tôi trong tình này, tôi cũng sẽ gia đình chung cầu nguyện cho các ngày tới Chúa hay là những cái đó. Chúng ta sẽ hát điệp khúc để nguyên nói Chúa là Cứu Chúa của họ, là Đức Chúa Trời đã thành người ở trên đất này. Chúng
cái sự cung mang gánh nặng này trên con cùng với đại dân sự của Chúa và những người mà Chúa gọi là thầy tế lễ. Cha ơi, con cầu nguyện để là hết thảy nên con để tiếp tục cầu nguyện cho đồng bào của chúng con bỏ ra thời gian để cầu nguyện cho những người chiến đấu cho hết khắp nơi, đặc biệt là người dân Việt Nam của chúng con, để rồi Chúa ngài sẽ cứu đồng bào của chúng con trong những ngày cuối cùng này. Chúng con cảm ơn ngài, con cầu nguyện xin Chúa ngài thêm sức ban ơn ngài ở cùng với đại dân sự của Chúa trong một thời kỳ mới. Quyết của Chúa Giêsu là quyết quyền năng bảo vệ dân sự ngài đi ra đi vào trong sự đáng nguyện. Xin Chúa ngài cho chúng con tiếp tục thấy được sự quyết liệt của Chúa ở trên mỗi cuộc đời của chúng con. Và nguyện xin Chúa ngài chúc phước trên bàn tay những công việc của anh chị chúng con khi anh chị chúng con nhờ ngài đại ngài. Chúng con cảm ơn ngài một lần nữa. Xin đưa đường các tôi tớ của Chúa, các tài tớ của ngài, các anh em con ra về trong sự đáng của Chúa. Nguyện ngài ở cùng và chúc phúc con bổ sức cho chúng con trong một tình trạng mới. Chúng con cảm ơn Cha, con hiệp lòng cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được đến ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội đến cùng chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, xa cứu chúng con ra khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Chúng ta sẽ học thanh văn nha.